của tác giả Hà Triều Quang Phượng. Tôi biết chị Thanh Lệ hồi lúc tôi đi xin làm chị Thanh Nga cho tới bây giờ. Mộng mê với cô ơi. Đối với tôi, coi Nga là một người hoàn mỹ, coi như là một người mà về tất cả mọi phương diện, bên ngoài cũng đẹp, rồi diễn xuất thì gọi là đối với tôi là tuyệt đỉnh rồi. Tại vì thực sự là cô Nga là cái người gọi là thần tượng duy nhất của tôi từ đó giờ rồi. Năm đó là năm 13 tuổi là cô Nga mất, cô Nga bị sát hại. Thì là sau đó thì tôi lấy cái tấm hình mà ở tạp chí á, bự một cái chân dung á, rồi là coi như là giữ tấm hình đó thờ tới giờ luôn. Tại vì thực sự thì từ khi mà cô Nga sống á, lúc đó là còn sống, lúc đó tôi nhỏ lắm nên chưa bao giờ tôi được tiếp cận với thần tượng của mình, mà cũng chưa bao giờ được đứng mà để nhìn cô mà gọi là bằng xương bằng thịt á. Thành ra là cái hình ảnh của cô đối với tôi á, trong tư tưởng của tôi, trong cái tưởng tượng của tôi, nó vẫn như là tiên, là cái gì á, là không phải con người nữa, mà là giống như là một cái gì đó mình không biết diễn tả như thế nào, nhưng mà nó vẫn là một cái hào quang, nó vẫn là một cái hình ảnh mà nó gần như là mình không chạm tới được. Thành ra là ngày hôm nay á, thì thực sự là đêm qua cũng rất là hồi hộp, sợ là trễ giờ á. Đi diễn về xong á, là muộn giờ quá rồi à, cứ sợ là mình ngủ mà mình bị ngủ trễ đó. Thành ra cứ hồi hộp vậy đó. Rồi sáng dậy để mà đến để được gặp cô, giống như là được gặp lại cô vậy đó. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn. We'll be right back.